chào các bạn, chào mừng các bạn đến với iBook TV. Hôm nay mình sẽ nấu cá hồi kiến nha bạn. Thì mình sẽ tự nấu một mình, không còn người lớn nữa bạn. Thì nói chung là cũng chưa nấu cá hồi kiến mà một bao mình giờ lần nào hết. Một mình lần nào cũng nên là bây giờ mình sẽ thực hiện cái bây giờ này. Mình đốt lửa xong rồi mình lấy là mình sẽ bỏ cá rau kiến vô mình nấu nha bạn. Ok. Dạ, dụng cụ hôm nay để nấu cá rau kiến đó chính là cái nồi, hộp quạt, đây hộp quạt và cái kéo. Là cái kéo này để hòm mình sẽ mần cá. Ở cái nồi này mình sẽ hòm mình bỏ cá vô và mình, cái này là mình sẽ đốt nha bạn, mình đốt mình sẽ nấu cá lên. Cái phần ngon nha mẹ. Đây, cá nha bạn. Bịch cá khá là bự. Dạ. Bây giờ mới dùm. Mở ra nha mẹ. Đây cá rau kiến nha các bạn, quá trời luôn nè. Hồi mình mần cá rau kiến xong mình sẽ bỏ vô lên nấu nha các bạn, khá là bự nó còn sống. Rồi bây giờ mình đốt, rồi bây giờ mình sẽ mần cá rồi mình đốt lửa rồi mình nấu nha các bạn. Nó từ chị sẽ tiến hành mần cá nha bạn. Rồi đây, những con cá này hồi mình sẽ mòn, mình sẽ bỏ trong đây các bạn. Cái nồi, một cái nồi không biết chứ hết rồi. Rồi giờ mình sẽ đi mòn cá nha bạn. Ok, thì mình đã làm xong cá nha bạn. Tại vì hai cái chị với lại cái đuôi nó cứng quá nên là mình nhờ sự trợ giúp của người lớn với lại là mổ bụng nha bạn. Còn lại thì mình với thanh niên gầy gì làm nha bạn, nhưng mà mình làm ít. Thì giờ mình sẽ chất cái đống cá này vô cái nồi nha bạn, nhưng mà không biết đủ không. Okay. Lại phải rửa tay một chặt nữa. Anh chứ sao giờ mình sẽ đi lấy củi để nhóm lửa như thế này. Rồi mình đi lấy nha bạn. Tối đây ông lấy hai.
cửa đây mình không lấy đi. Chặt cho nó. Thấy nó hơi dài á. Tuyện hỏi nhiều quá lụi tàn luôn rồi kìa. Chỗ này nó cũng trái rồi nè. Trái vậy? Mới làm nên chưa chuyên nghiệp nha các bạn. Còn dưng hơi tầm thường. Chỉ biết nhìn nhau cười nha các bạn chứ không biết là gì luôn á. Mệt mỏi quá không? Này trái nè. Mày khuấy không? Mày giữ lắm. Trời ơi ngắt luôn nha mày. Đang trái rồi. Khói không luôn. Đó đó. Trái gội, trái gội, trái gội, trái gội, trái gội, trái gội. Từ từ nha, từ từ nó đang trái á. Đốt thêm vô. Khói không luôn rồi. Thôi. Đâu mình đỡ được để hiểu xíu ra. Giấy này giấy bỏ luôn, tụi mình lấy ra, tụi mình đốt nha bạn. Chứ không phải lấy giấy học nha bạn. Chứ không phải lấy giấy tào lao, giấy học gì ra rồi. Mình đốt đi nha bạn. Vô trường cô chữ chết mình. Nó chan trái kìa, từ từ đi. Phải vậy không vậy? Phải đang trái. Trời ơi, nó khó trong kìa. Quên đang ngồi đi cho nó ấy. Thôi miếng mẹ đi, sợ lắm. Sợ, có làm gì đâu sợ. Có mạnh chưa? Tao trái nhiều trời. Đã ăn trái thì lấy ra làm chi vậy? Vô trái thì ở không nè. Cái gì nữa lái gì đâu. Trái đi trời ơi. Hồi nãy mới bật được rồi tắt nghe. Này để hay cho. Mỗi hồi nó dập tắt ngọn lửa đó, bây giờ quên nữa. Mỗi hồi này nó dập lửa hồng luôn. Hai giờ á, hai bệnh lại giờ mối đây để bật con lửa. Ôi, cầm lửa bầu kìa. Có được đâu. Không phải là do gió không, mà này nắng chết chó gì. Nắng bao rồi nữa xe. Đi đâm đi. Nè, con nhiều luôn. Em hay quá. Lấy xài cái tay ra hồi nó đốt luôn bây giờ. Trời ơi, trái rồi, trái rồi, trái rồi. Nó trái kìa. Để hay không có tính tưởng hay gì đó. Trái rồi, trái rồi, trái rồi, trái rồi. Hai đốt là trái hết. Có nhiều nhiều giấy lên. Cho nó ăn dọn cái hết coi. Trời, con cười hết. Con hồn.
nội. Và bây giờ mình đã nhóm lửa và lửa cũng đã cháy rồi, bây giờ mình sẽ bỏ muối vô và bỏ xả vô nha bạn. Bỏ muối vô. Gì? Nhiều vậy? Nhiều cá rồi. Rồi. Bây giờ bỏ xả vô thôi. Cắt ra, cắt cái đầu này ra. Rồi. Giờ mình bỏ xả vô nha bạn. Cho cá ăn muối cho bạn. Xong nhé, xong thôi cho mấy người cắt này. Ok, cho hai cắt này nè. Hai cầm nó cắt được không? Được, được. Đây hả? Ừ. Rồi, bỏ vô. Cho cá cuối nha mày. Cá ươm này nha mày. Cá xá kinh lên nha bạn. Dạ. Ôi trời ơi. Trời ơi. Thôi bây giờ chờ thôi. Sẽ lên tới tế lương thực cho cái lửa này nha bạn. Rồi hồi nó khỏi cháy nữa. Rồi các bạn ơi, thì mình đang ngồi đợi cá chín nha bạn. Thì giờ mình nói chuyện với bạn xíu là mình chưa bao giờ làm cái công việc mà không có người lớn như thế này mà nó vất vả luôn các bạn. Mình thấy nó khá là khó. Thế là nó vất vả nhưng mà trải nghiệm thì vui lắm nha các bạn. Rồi thanh niên vậy thì đang nhóm lửa mà kia các bạn ơi. Để lửa không có bị tắt. Thì anh đi dạy vô đây nói chuyện xíu thôi. Dạ. Thì nãy chào các bạn nha. Nãy giờ mình đang nhóm lửa đó thôi. Lửa nó tắt rồi, không có lửa nấu nha các bạn. Nãy giờ cực khổ lắm rồi mới nhóm lửa được á. Bây giờ nó xin tức không. Chừng anh đi dạy ra ngoài nhóm lửa tiếp nha các bạn. Giờ mình qua ra nhóm lửa với anh Niên dạy cho anh Niên dạy quá khổ nha các bạn. Trời ơi, quăng vô cũng không được nữa anh Niên dạy. Đây. Để tôi nhét luôn cho. Ok. Đưa miếng giấy đi. Giấy hả? Nè. Mình sẽ đốt nha mẹ. Đốt cho mình phải đốt hoài luôn nha. Thôi là nó dập lửa. Còn mấy cây gỗ. Dạ có... bạn đang đốt hơi khói xíu. Thank you.
coi. Cuối cùng cũng đã xong. Xong rồi nha các bạn. Hơi bị mệt luôn. Sau buổi trời của mình nha các bạn. Ờ các bạn ơi, thì trong một quá trình thì cuối cùng đây là thành quả và đứt đầu gãy đuôi hết luôn nha. Đây cũng do thanh niên gầy á, bóp mạnh quá nên đứt đầu gãy đuôi hết luôn nha các bạn. À, có con nào được nguyên vẹn hồi nãy nó chín quá nên nó chín quá, đừng có nói cái từ chín quá trời. Đây là một thao cá nha các bạn, mình không biết là con cá nha các bạn. Mình nghĩ nó sẽ tăng số lượng cá lên là tại vì con cá nó đứt đầu đứt đuôi nên nó sẽ tăng số lượng cá lên nha các bạn. Giờ ăn đi, con nào nấy nó bự nha các bạn. Giờ ăn đi, thanh niên gầy này bỏ quá trời muối. Lấy dĩa ra đi, lấy dĩa ra đi. Giờ sẽ lấy dĩa nha các bạn. À, trong clip đợi mình sẽ review cái thao cá thao kiến nha các bạn. Đây cá, con cá này nó hơi đứt đầu xíu, đầu không nè các bạn. Rồi bây giờ đó mà bây giờ mình sẽ chuẩn bị vô tay lấy cái dĩa ra ăn nha các bạn. Ba cái nha các bạn. Rồi đó. Ok, cảm ơn. Như đây đủ rồi. Cái này có uống. Con cá, ba con cá nha các bạn. Nhưng mà có phải con cá nhỏ là nha hai. Ngoài thanh niên gầy thấy là gì đây? Lấy cái đầu này ra đi. Lấy này đầu ra. Thôi khỏi đi. Ăn đầu hiểu ăn đi. Ăn cái đầu trước đi. Sau một quá trình bỏ thì cuối cùng mình cũng nấu được cái thao cá này nha các bạn. Giờ mình ăn các bạn. Để đây qua wow. Đây thôi thanh niên gầy đi trước đi, tôi để cho nó ngủ cái đây nha các bạn. Tôi để nó ngủ thì bây giờ mình sẽ bóc lên cái da cá ra nha các bạn. Nóng quá rồi nha các bạn, nhìn nè. Nó đã trứng rồi nha các bạn. Dạ nóng quá bạn ơi, nóng kinh khủng luôn. Cá này mình sẽ lấy muối tinh lên mình chấm rồi. Thêm chanh nữa cho nó ngon. Chứ ăn mà không chấm thì ổn thôi nè. Đây đi từ từ. Để mình lọc ra. Nãy giờ nóng quá. Đây, cái chanh siêu đông lọ tới. Ok. Đây, bỏ muối ra đi vô đây. Thôi ít thôi, thôi rồi, không có thôi. Nào ăn chanh nha. Hơi cứng. Phải để trong tủ lạnh đấy mày. Bóp bụng gì vậy? Bóp bụng. Ok. Rất nguyên. Thơm lắm luôn nha. Đây nha các bạn. Mình ăn nha các bạn. Chị ăn nha. Chấm. Đây nha các bạn, mời các bạn nha. Tần thưởng cho nó dai. Rất là ngon nha các bạn. Có mấy nha. Mời các bạn nha. Ngon như vậy. Thôi để cái chanh vô kia. Rồi giờ vô tay ăn đi. Tôi thấy là tôi
chắc không ăn nổi một con cá đâu các bạn. Sao không? Nó không mặn. Để này đâu? Để vào trong dĩa luôn đi. Thời lượng video cũng đã dài rồi. Bây giờ mình sẽ nghỉ nha các bạn. Giờ mình cũng cần hãy like, đăng ký, chia sẻ, ủng hộ kênh iFood TV nha các bạn. Ok. Rồi hãy video cũng khá là dài rồi nếu như mà bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn nhớ ủng hộ kênh iFood TV và các bạn nhớ nhấn like, đăng ký và chia sẻ để có thêm động lực ra nhiều video mới cho bạn coi nha. Bây giờ thì thôi, kết thúc video thôi.